chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng mơ liêm chính, cán bộ nhận quà. Phó Thủ tướng Trung Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra vào sáng ngày 7 tháng 1 tuyên bố rằng Chính phủ quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, bản lĩnh, có phẩm chất chính trực, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của đất nước. Ông Em, một cư dân ở Sài Gòn và hiện nay đang làm trong cơ quan nhà nước, vào ngày 8 tháng 1 đã lên tiếng với đài FA rằng, theo ghi nhận của ông những năm vừa qua, thì tuyên bố vừa nêu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình là thêm một lần nữa thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong chủ trương làm trong sạch bộ máy công chức và cán bộ. Ông Minh nói, những cán bộ nằm trong bộ máy nhà nước từ hành chính cho đến an ninh, công lực, những vấn đề vi phạm, điều lệnh hoặc các quy tắc trong công việc mà nếu người dân phản ánh và có bằng chứng thì nhanh chóng xử lý liền trong ngày hôm sau. Đây là hình ảnh gần 200 người được Đại học Đông Đô cấp bằng giả trong thời gian từ năm 2015 cho đến năm 2017, trong đó có 55 người được xác định là những người có uy tín, vị trí chủ chốt tại các cơ quan ban ngành. Tuy nhiên, đây là số liệu của một trường đại học trong một thời gian ngắn và số lượng này có lẽ sẽ nhân lên gấp nhiều lần đối với các trường đại học trong cả nước. Có những băng video đăng trên Facebook hay YouTube thì ngày mai bị phát hiện là nội bộ sẽ xử lý luôn bằng hình ảnh tạm đình chỉ trong các buổi chiều nếu những hình ảnh được chia sẻ đó trung thực. Báo chí loan tin trễ hơn 1 đến 2 ngày, sau khi tạm đình chỉ thì sẽ có 15 ngày để giải trình. Trong 15 ngày cho đương sự giải trình mà chứng cứ rõ ràng quá và tùy theo tính chất để chuyển công tác, đưa về các vị trí ngồi chơi xây nước hoặc những vị trí mà đương sự bị rơi vào thế, chán nản và xin nghỉ việc luôn. Ông Minh cũng chia sẻ thêm rằng những kết quả từ các vụ tham nhũng bị phanh phui và xử lý đang góp phần chấn chỉnh và thanh lọc thành phần cán bộ công chức tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo ghi nhận của đài FA từ Mỹ, thì nhiều người dân và không ít thành phần nhân sĩ trí thức trong nước cho rằng công cuộc chống tham nhũng do ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát động chỉ là việc đốt lò nhằm để thanh trừng phe phái nội bộ của ông mà thôi. Một số trưng dẫn mà những người trên diễn đàn FA tiếp xúc đưa ra rằng các vụ án tham nhũng tiếp tục được đưa ra xét xử trong những năm qua, nhưng song song với nó thì hàng ngàn đảng viên, cán bộ từ địa phương đến trung ương vẫn sai phạm và bị kỷ luật liên tục. Điển hình, báo Giới Quốc hội vừa rồi đăng vào tháng 9 năm 2020 loan tin Hà Nội có hơn 4.100 đảng viên và 59 tổ chức đảng bị kỷ luật. Trước đó vào đầu năm 2000, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam công bố số liệu hàng ngàn tổ chức đảng và hàng vạn cấp ủy viên và hơn 54.500 đảng viên bị thi hành kỷ luật trong thời gian từ năm 2015 cho đến năm 2019. Và không thể nào thực hiện được mục tiêu cũng là điều được đặt ra. Giáo sư Nguyễn Đình Cống vào tối ngày 8 tháng 1 đã nói với đài FA tại Mỹ về tuyên bố nêu trên của ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình như sau. Mong muốn có một đội ngũ cán bộ giỏi giang, liêm khiết thì người ta nói rất nhiều. Chuyện này không phải đến bây giờ người ta mới nói, mà người ta đã nói và tiếp tục cứ sang năm nữa thì người ta vẫn nói như thế. Đây là hình ảnh ông nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh bên phải ngồi trên một chiếc ghế chạm trổ đầu rồng màu vàng tại khu nhà riêng đã về hưu. Và với mức lương của ông Tổng Bí thư thì cả một căn biệt thự như vậy và những chiếc hàng ghế như vậy rất đắt tiền thì rõ ràng ông ta phải là tầm tiền tham nhũng. Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng đây cũng chỉ nói lên mong ước của họ chứ không thể nào thực hiện được. Nhà bình luận chia sẻ tiếp. Tại vì tiêu chuẩn mà người ta để ra để lựa chọn cán bộ cũng như người ta thực hiện việc lựa chọn cán bộ thì phải làm theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Mà đường lối đấy phạm phải những điều phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học. Tôi cho rằng vẫn cứ làm theo đường lối của Đảng thì chỉ có thể tuyển chọn được những kẻ cơ hội, có nhiều mưu mô và rất khó chọn những người gọi là giỏi giang, chính trực và liêm khiết. Cũng vào hồi trung tuần tháng 11 năm 2020, Tân Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên tại một sự kiện cũng đã kêu gọi lãnh đạo gương mẫu. Ông Nguyễn Văn Nên nói rằng, muốn người dân tin tưởng, đồng lòng, cán bộ lãnh đạo và các cấp phải gương mẫu, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Vào thời điểm đó, ông Lê Văn Chiết, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại nói với đài FA rằng, điều Tân Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên nói là hoàn toàn đúng. Thế nhưng, ông Lê Văn Chiết nhấn mạnh như sau.
Muốn cho dân tin tưởng thì cán bộ phải gương mẫu, và gương mẫu thì phải nói theo cái nguyện vọng chính đáng của người dân. Chứ còn nguyện vọng của dân như thế này mà anh nói thế kia thì làm sao người ta tin tưởng cho được. Tiếp lời ông Lê Văn Chiết, luật sư Trần Quốc Thuận, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người có gần 50 năm tuổi đảng, nguyên chánh văn phòng Quốc hội Việt Nam, đã giải thích với đài FA như sau. Việc này người ta thường nói là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Đất nước này bị hư đốn do có nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu những người đứng đầu đất nước này mà làm gương không tham nhũng, không làm sai thì tự nhiên trật tự nó ổn định trở lại. Cho nên trong những nguyên nhân sai trái là người lãnh đạo không gương mẫu, trong đời sống riêng tư, trong sinh hoạt và nhất là thâm phạm tiền của dân của đất nước. Đây là hình ảnh ông Thiếu tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng của Bộ Công an Việt Nam, người phát ngôn và cho rằng ông Lê Đình Kình là cường hào địa chủ, đã bị người dân mạng soi thấy sợi dây thắt lưng mà ông đeo nhãn hiệu của Hermes có giá lên tới 5.000 đô la một chiếc, tức là hơn 100 triệu đồng. Thì thử hỏi, ông lấy tiền đâu mà mua? Và đó có lẽ là những tài sản tham nhũng. Mới đây nhất, Thiếu tướng Phan Anh Minh, nguyên phó giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội nghị lần thứ 5 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2019-2024, được tổ chức vào sáng ngày 7 tháng 1, ông nói rằng hoạt động phòng chống tội tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc chỉ là tuyên truyền. Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều năm phát động và phát huy phong trào duy trì cán bộ công chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phong trào không đạt được kết quả như mong đợi, qua minh chứng tại một phiên họp vào hồi cuối tháng 7 năm 2019. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lên tiếng cảnh báo tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức và nhiều mặt và ngày càng đông thì dẫn đến nguy cơ đảng không còn uy tín lãnh đạo đối với nhân dân Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Đình Cống cũng khẳng định với đài FA rằng nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo không thay đổi quan điểm về đường lối cán bộ qua việc tuyển chọn cán bộ theo chủ nghĩa Marx Lenin và trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam thì ước mơ cán bộ liêm chính sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Và lãnh đạo cần làm gương để công khai tài sản để dân giám sát. Theo Nghị định 130 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức nhà nước, ban đầu dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020. Nhưng theo Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Pháp chế Báo chí cho biết, thì tính chất phức tạp của nghị định nên chưa thể hoàn thành vào cuối năm 2020 mà sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và hoàn thành trong quý 1 năm 2021. Đây là hình ảnh nhà thiết kế áo dài Võ Việt Trung đã tiết lộ may cho bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân khoảng 300 bộ áo dài từ năm 2016 cho đến nay, và mỗi bộ áo dài của bà Kim Ngân sẽ tốn từ vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng. Đó cũng là những điều lãng phí và đặt câu hỏi. Những quy định mới trong Nghị định 130 của Chính phủ sẽ cho phép xác minh ngẫu nhiên với bất cứ người nào và không vì lý do gì. Ông Đinh Văn Minh giải thích, nghị định này sẽ hỗ trợ rất lớn cho công tác phòng chống tham nhũng vì cho phép các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ một cách ngẫu nhiên. Bất cứ người nào cũng có thể bị xác minh vào bất cứ lúc nào và không vì lý do gì. Ông Minh cho rằng đây là cảnh báo cho tất cả những người muốn che giấu tài sản bất minh. Ông Lê Văn Chiết, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do từ Sài Gòn hôm 5 tháng 1, cũng cho biết thêm ý kiến của mình như sau. Nói vậy, chứ cứ làm gì được họ đâu. Có ai kê khai gì, lâu lâu có chỗ nổi cộm thì lại lôi ra, rồi lập hồ sơ, mở phiên tòa, rồi lại kết luận gây hậu quả nghiêm trọng do kém ý thức tổ chức, vân vân, chứ có giải quyết được gì đâu. Theo tôi, muốn giải quyết vấn đề này, phải nghiêm minh bên trong từ trên xuống dưới, nghiêm túc trong các tổ chức và thực hiện. Chứ không phải muốn nói gì thì nói, cứ nói đại một cái, đưa văn bản này, văn bản nọ, nói thế thì ai nghe, ai làm, chẳng đi đến đâu, họ hết việc làm rồi. Cũng theo ông Lê Văn Chiết, nếu kê khai tài sản bị tẩu tán hay che giấu không khai sự thật, vi phạm quy định, nghị định về kê khai tài sản thì phải xem xét để xử lý. Như vậy mới công bằng trong xã hội, mới nghiêm minh trong việc kê khai tài sản và minh bạch trong việc sở hữu tài sản. Và việc xác định cán bộ kê khai tài sản theo Vụ trưởng Pháp chế Đinh Văn Minh sẽ thực hiện theo hình thức bốc thăm, chứ không phải tất cả cán bộ sẽ lần lượt phải kê khai tài sản. Và điều này khiến dư luận lo ngại, nghị định này sẽ đi theo vết xe đổ của các việc hô hào kê khai tài sản cán bộ trước đây đã làm.
Đây là hình ảnh báo chí nước ngoài tiết lộ câu chuyện đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc đã chi ra tới, được cho rằng tới 2,5 triệu đô la, tương đương với 60 tỷ đồng Việt Nam, để mua quốc tịch đảo Síp từ năm 2018. Cả vợ và con ông Quốc đều có quốc tịch đảo Síp. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, hiện là thành viên nhóm lập quyền dân, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do vào hôm 5 tháng 1 cũng tiếp tục đưa ra nhận định như sau. Vấn đề kê khai tài sản của cán bộ được đặt ra từ lâu, nhưng làm một cách hời hợt, không có nhất quán, kiểu như làm cho có chuyện. Thành ra dân không tin, bởi vì kê khai tài sản bất minh tỷ lệ rất thấp, chỉ có 1-2 trường hợp kê khai không đúng, người ta cho rằng đấy là chỉ là trò tào lao, đánh lừa dân mà thôi. Bởi vì bây giờ ai cũng thấy quan chức lãnh đạo từ huyện, xã đến tỉnh thì họ giàu kinh khủng. Nhưng cách kê khai của họ làm dân không tin vào chuyện này. Họ cho rằng việc này là bày ra cho có vẻ thanh minh và minh bạch rõ ràng, nên người ta không tin lắm vào biện pháp này. Cũng theo ông Nguyễn Khắc Mai, đầu tiên trước hết phải kê khai tài sản của những người thuộc diện Bộ Chính trị. Những người này phải làm gương công khai rõ ràng thì người dân mới tin được. Ông nói tiếp, thứ hai nữa, trong kê khai tài sản thì dấu hiệu bất minh rất rõ ràng. Một chủ tịch huyện mà có thể làm một tòa lâu đài nguy nga thì phải biết tiền đó ở đâu mà ra. Bố mẹ anh ta có mỏ vàng để lại hay anh ta có tài sản gì để có thu nhập đến như thế thì cần làm cho thật rõ. Những việc kiểm tra tài sản lâu nay theo tôi là làm không tốt, làm một cách rất trơ trát như vị ở Yên Bái chẳng hạn. Tôi nghĩ phải làm một cách nào đó để dân có thể giám sát. Nếu dân chỉ ra tài sản bất minh thì phải điều tra, nghiên cứu đến nơi, đến chốn nguồn gốc tài sản ở đâu mà ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021 với bản tin Đảng mơ liêm chính, cán bộ nhận quả. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.